Ok ông bố này lâu cho chú sạch mòn mình sẽ ăn gì cho mình nhàm bán ông bố này thề chẳng xa cho chú sạch mòn dưỡng cứ ai cho thằng nhàm bán cho hôm nay mình tên toàn lâu dưỡng được nhàm mòn được thì là gì cho màu mà liền cái xa tướng mì mòn nó sẽ lành luôn những tên màu xa thì thôi hời chứ còn là dùng nó liền mà có thêm tiết nó sẽ lành buồn nó dùng dùng ngào nhập đam liền vậy thôi cho mình con món này món mì mình sẽ có sao hôm nay nó món như thuê hai ấy nhưng liền hai hoa là dân vô về màu cắt đầm bay vô tới sao còn ở trong dưới ắt sao từng mũ lấy vô cắt vô mũ này mà này vô mũ nó cứ được nóng nó sẽ bồn sấy này vô này vô đầm nóng mình đây và lâu dương chập đầm cắt sạch món chỉ đồng và lấy sai dưới ắt sao từng mũ đấy nhưng cảm thấy cái đồng mồm thông thông hơn lắm ok lâu dương sai dương cảm hơi lâu dương vô slo như tập ok lâu dương một ngao mon lâu dương đam tật phù hơn vùng và lâu dương chập đam đã đam tật lâu tật phù hơn vùng lắng gì chập đam đã cô lực cây như này mà đại chỗ hơn vùng tật phù hơn là lắng hơn vùng thì cái đại bị tối hay chậm chữ đại sai trăm thầu chập đam vừa sai mà đã nuôi nào là dương một tật dương phù du đấy những vật làm đặc biệt đó buồn rồi hãy dư tục về ngồi về mà tốn hơn một đồng lâu dùng lo dư nhập nam phù hết lâu dư nhập nam đặc biệt chê scom bà lấy đó hãy dư thay bị chê scom bà lấy tìm chị lâu khi tha ngó chú rùa dưỡng chập đám cho anh hãy phôi ra lâu dưỡng chập đám đạc chi đã cổ chế đồng bây giờ dưỡng vô từ nhà mòn của này và khi này mùi phục mùi nôn người ta mùi nữa nè ôi mùi nôn khơi tìm nó ngon ngon à tao lo gì cho đám đại chi chú ngon ngon thì bài cô muốn có má này tao rồi mà chú bài của chú ma đó thì nó của chú ma ngon lại đã tam nó ngon chất mà của nó chu thì bạn mô má nó là nó đại chi cô chú mơ hả vô từ nhà bán này nè nông tên của ta chúng ta ngon món đi ai vô tình nhằm bán này mình là bằng ngay ok ông bố này lâu cho trụ sạch món mình sẽ ăn cái gì cho mình nhằm bán ông bố này thề chẳng xa ngon trụ sạch món dưỡng cứ ai vô tình nhằm bán cho hôm nay mình tên toàn lâu dưỡng được nhằm ngon được thì let's go.